Hiền ở China xin được kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Như đã hẹn, hôm nay Hiền cùng hai chị em đồng hương người Việt Nam ở gần nhà Hiền đi công viên hái mận. Cây mận vào mùa rồi sai trĩu quả, quả tuy nhỏ nhưng mà giòn tan và không bị đắng chát nữa, chấm muối ăn ngon tuyệt. Hái mận xong thì cùng mời mọi người về nhà Hiền nấu mấy món ăn Việt Nam cùng ngồi tán dóc cùng hội chị em đồng hương xa quê. Cả nhà ơi, mận sai đúng rỉnh đến mùa ăn được rồi này. Nhiều chưa? Cái chùm ở dưới, wow, ở trên kia nhiều quả kinh khủng luôn. Quay phim và nhìn nó không thấy nhưng mà ở ngoài nhìn nhiều lắm, đã lắm. Ngọt hả? Cây này ngọt. Cây này ngọt hả? Hai đứa trẻ con hái. Hôm nay nhiều người đi hái mận lắm nhỉ? Nhiều người hái lắm. Hala, bảo bê, hala. Sam. Ôi trời. Làm màu. Màu trái quá trời nè. Mận này mọi người ơi. Lu đem nón lại lu. Hồi giờ chấm muối ăn chứ ngâm cái gì mà chị biết ơi. Tấm ngâm ạ. Tôi cho đường mà tấm ngâm. Hái mận. Tôi tưởng không ăn. Không biết có chát không nhỉ? Không chát, thử đi. Không chát. Wow, đã. Chát này mềm luôn nè. Thế mềm luôn hả? Ừ. Chín rồi lại. Trái này chín mềm luôn này. Ngọt không nó? Còn rồi con. Ngọt không nó? Tôi quẳng có hơn mẹ. Chua. Ngọt mà. Chua. Chua quá. Chua hả? Ăn chua dở vậy? Giống mẹ ăn chua dở. Ngay cạnh khu nhà Hiền ở có công viên Lưỡng Hồ đường kính 2,5 km, tổng vốn đầu tư là 220 triệu nhân dân tệ, tương ứng với gần 730 tỷ Việt Nam đồng. Ở trong cái công viên rộng lớn này hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, người dân có thể đến chơi tự do thoải mái. Quảng trường ở trong công viên thì rộng khoảng 30.000 m², có bể bơi hồ tự nhiên rộng đến 6.000 m². Công viên này không những rộng lớn thoáng mát, nhiều hoa, nhiều cây xanh mà đặc biệt là có trồng rất nhiều loại cây mận đỏ. Cái loại cây mận lá đỏ quả sai trĩu cành. Ôi ôi. Đã quá. Đó thì này cái này để được. Kia con này nè. Bẩn đấy con ạ. Không được. Lấy mũ. Lấy mũ. Làm gì có nước suối ở đây mà rửa. Có mà. Mẹ nhìn thấy có nước suối to rồi. Có nước. Nước suối to, nước hồ. Đấy là gọi nước hồ. Đấy là hồ chứ không phải suối. Con nghe mình chưa? Ở đây là hồ. Đây, mọi người ơi. Hai nhá. Mận này ăn được rồi, về ngâm đường đến mùa hè. Chỉ có mình lớn này thôi, nó không bự nữa đâu. Hái. Chờ cả năm mới đến mùa hè tháng 5, tháng 6 là lúc mận lá đỏ tới độ chín có thể thu hái. Vì mận lá đỏ trồng trong công viên không ai chăm sóc, chỉ uống nước mưa mà lớn lên, cho nên trái chỉ nhỏ như trái mận cơm, nhưng mà ăn giòn tan. Bây giờ vào mùa rồi, trái không còn bị nhằng nhặn chan chát nữa, mà chỉ có vị chua chuyển dần sang vị chua ngọt ngọt giòn tan. Có trái đã được nắng chiếu chín mềm ngọt dịu rồi, ăn ngon lắm mọi người ạ. Quên không mang giấy túi ni lông đây để đựng mận này mọi người. Trời ơi, trái này lớn chưa? Trời ơi, giòn tan luôn, không bị chát nữa, chua chua. Ô, chị Hiền, lấy đi. Bên này nè, quay nét nó mới rõ nè. Bên này để quay người chứ chả nhẽ lại quay cái trái đi, ngửi xấu quá. Cả người cả trái. Wow, đã quá. Luôn ná nón lại luôn ơi. Cho lấy, cho lấy. Wow. Ủa chị bây giờ quên thay ở mưu gì em kế quên gì em. Thấy. Quên gì? Quên là cái lọt thả chỉ có lọt thêm thôi. Khờ nướng mấy hồ ơi. Thăm ơn khờ nướng mấy hồ cân yến đi thì chứ. Thăm ơn mấy hồ nè. Chứ cái bãi yến vô. Bãi yến khờ nướng vô. Wow. Hỏi là à? Hỏi là đây, một mũ đầy luôn rồi, trời ơi. Đã chưa? Đây là mũ của Lô được trưng dụng, đựng mận. Hả là Tiết Tông à? Hả mạn nè. Dưới trai à? Hả mạn nè. Đọc về
Công viên này có nhiều cây mận sai trĩu quả như thế này lắm. Người dân đến hái tha hồ chẳng ai cấm cản. Ở Việt Nam cũng có mận Sơn La, Lai Châu, nhiều mận ngon lắm mà là giống mận lá xanh. Ở Trung Quốc đa số trồng mận lá đỏ. Mận lá đỏ vào mùa hè thường thấy vỏ màu đỏ thẫm, cùi dày, trái chín thì mềm ngọt, trái xanh thì ăn chua giòn. Cả trái xanh lẫn trái chín đều có cái màu giống nhau, màu đỏ thẫm, rất là đẹp. Ở công viên Trung Quốc thì có trồng nhiều những cây mận lá đỏ như thế này lắm mọi người ạ. Ở đây nó có ánh nắng với cả cái lá nó cũng màu đỏ, quả nó cũng màu đỏ, mình không nhìn thấy được á. Ôi dồi ôi, xài lắm mọi người, cây mận nhìn ham lắm. Trời ơi nhìn này, nhiều quả lắm, xài chít luôn. Mà cái lá với cả cái trái nó giống màu nhau cho nên là mình nhìn không có rõ. Đây là cái cây mận nó sai đến nỗi mà nó chĩu hết cả cành kia mọi người kìa. Ôi ôi nhìn đã chưa này. Này, cây mận nó sai nó chĩu cả cành xuống này. Đã chưa. Mận lá đỏ có thể chấm muối ăn, cũng có thể ngâm rượu uống. Mận lá đỏ ngâm rượu uống có lợi cho thư gân hoạt huyết, kiện vị tiêu thực, tiêu trừ mệt nhọc, dưỡng nhan. Mận lá đỏ có vị chua ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái, ngon miệng. Có thể ăn trực tiếp, cũng có thể ngâm rượu, nhưng phải đợi đến khi quả chín mới có thể ăn được. Khi làm rượu trái cây thì trước hết mình phải rửa sạch trái mận rồi để ráo nước. Sau đó thì mình có thể khía ở trên thành quả hoặc là đục một cái lỗ nhỏ ở trên trái. Sau đó rắc đường trắng lên rồi để cho lên men là có thể thành rượu mận ngâm tự nhiên. Mận lá đỏ thuộc loại trái cây có hàm lượng carbon hydrate thấp và rất là giàu canxi, chất xơ thực phẩm. Vì vậy, bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa đều có thể ăn vừa phải. Ngoài ra thì ăn mận lá đỏ vừa phải có thể thúc đẩy sự tiết ra axit dạ dày và enzym tiêu hóa. Theo như Đông y Trung Quốc thì công dụng và tác dụng của rượu lá đỏ thì có hai công dụng chính như sau. Thứ nhất là cải thiện chức năng dạ dày. Mận lá đỏ khi hái xuống để lên men với đường trắng thành rượu thì cái nước rượu đó có thể nâng cao chức năng dạ dày của con người một cách hiệu quả. Nó có thể thúc đẩy tiết axit dạ dày, cũng có thể nâng cao hoạt động của enzym tiêu hóa trong dạ dày con người, có thể thúc đẩy nhu động dạ dày, nâng cao chức năng tiêu hóa của dạ dày. Hơn nữa, trong cái thành phần rượu mận lá đỏ được lên men tự nhiên cùng với đường cát trắng thì có chứa thành phần diệt khuẩn tiêu viêm, còn có thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh tổn hại trong dạ dày, có tác dụng tốt trong phòng ngừa các cái bệnh viêm loét dạ dày mà mọi người hay gặp phải. Cái tác dụng thứ hai của rượu mận lá đỏ chính là rượu mận lá đỏ thì có hàm lượng cồn không cao, không gây hại cho gan của con người và có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sạch gan và bù nước. Mỗi ngày uống một chén rượu mận lá đỏ nhất định thì có thể hấp thụ enzyme phong phú và glycid cùng với cả prolin và các cái thành phần dinh dưỡng khác. Chúng có thể ngăn chặn men gan tăng cao, cũng có thể cải thiện chức năng thải độc gan và có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của nước dư thừa trong cơ thể, do đó có thể phòng ngừa nhiều bệnh về gan như là bệnh xơ gan. Mọi người ơi, đi công viên hái được một cá mận to đùng kinh mà. Ăn giờ mới hết. Ăn đến bao giờ mới hết? Ăn từ từ. Bỏ đường vào ngâm nhá. Ta phải chờ ít nữa, nó vẫn còn cái chát 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 chát. Nó vẫn còn hơi nhặng nhặng. Phải để nó hai cái mùi. Mấy chị em Việt Nam ở Trung Quốc đi đến công viên gặp rất là nhiều những cái cây mận lá đỏ như thế này, rất là thích thú mọi người ạ. Mấy chị em hái được một rổ mận đầy ú ụ này mọi người, ngon lắm mọi người ạ. Ăn mận xong thì lại rủ nhau đi mua ốc về xào ốc ăn. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Wow, ốc xào. Xào tỏi ớt rồi mấy chị em Việt Nam tụ tập với nhau cả một bàn đầy ú ụ như linh tinh thôi. Còn có cả món tôm hùm đất này mọi người, tươi ngon lắm. Còn đây là hàu hấp áp suất chanh. Đấy, món hàu này thì mình đặt mua trên mạng. Đây là bé Hằng người miền Tây, đây là đầu bếp chính của chúng ta ngày hôm nay này mọi người. Hai chị em Hiền và Hằng rất là hợp nhau. Hai đứa đều thích ăn món ăn Việt Nam, lại chạc chạc tuổi nhau, nói chuyện rất là hợp. Người như con phô vậy mới là ngon. Ngon chỗ nào, ăn cơm ngon quá à? Dừ, hả? Chân nóng ngon. Chân nóng ngon đúng không? Đây là cơm nặng này. Wow.
Hằng thì nhẹ nhàng lễ phép với người lớn tuổi, còn với những người chạc chạc tuổi thì rất là vui tính, dễ thương, dễ gần. Và đặc biệt là bé nấu ăn rất là ngon mọi người ạ. Chồng bé Hằng là đầu bếp mà về nhà nấu ăn còn không ngon bằng bé Hằng đâu mọi người ạ. Phải công nhận là con gái Việt Nam nói chung và con gái miền Tây nói riêng không chỉ xinh đẹp, giỏi giang lại còn đảm đang nấu ăn ngon nữa. Bé Hằng công việc chính là chuyên hỗ trợ chị em mua vé máy bay và làm các cái giấy tờ lãnh sự liên quan đến phía đầu Việt Nam và Trung Quốc. Bé Hằng giỏi săn vé lắm mọi người ơi, chồng hiền người Trung Quốc mà còn phải công nhận là không hiểu bé Hằng bé săn vé máy bay kiểu gì mà được giá vé rẻ vậy. Bởi vì thường thường là vé giá máy bay nội địa của Trung Quốc thì rất là rẻ, nhưng mà vé máy bay liên quan đến quốc tế đầu Trung Quốc bay Việt Nam hoặc là Việt Nam bay Trung Quốc ấy, thường thường là khá là đắt. Nếu như mà không phải là dân chuyên săn vé máy bay ấy, thường thường là phải mua vé khá là đắt đó. Cũng được mà. Chứ luộc nó lật nhắt lật nhiễu. Thôi gần ăn gì. Mời mọi người ăn tôm hùm đất nha. Hôm nay Hằng làm tôm hùm đất mình hấp dẫn chưa? Đây chỗ này. Thấy gì chứ ngon vậy? Thấy ngon tỏ áo. Đó, người ngon làm gì cũng ngon. Người ngon. Người dạ trời như con khô vậy ngon. Người như con khô vậy mới là ngon. Ngon chỗ nào, ăn cơm ngon quá à. Giờ ha. Ăn xào rau muống này mọi người ơi, ngon chưa? Thơm lắm. Thơm lắm. Có nhiều đũa lắm mà chị cất hết đi rồi, để chị ra chị lấy ở ngoài tủ này kia. Wow, ngon quá. Này, tôm hùm nó phải bật bớt lá này, nhìn nó ngon nhỉ. Nhiều lá ăn mà. Chảo ăn thịt. À, cuối hả? Cuối hàng đây, đố mọi người biết món gì này. Bắt ngờ lắm nha. Mở gần cái té xỉu luôn. Mày nhìn nó cá của ông còn có tính gì rồi này. Được rồi, hấp rồi đấy, hết tờ rồi nào, nó sẽ ngấp hàu hấp hấp hàu hấp cái này là nó hấp kiểu cao da cua hấp theo kiểu nồi hấp 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 áp suất á. Hấp áp suất ăn nó tươi mua nhiều chứ ăn sao phải là con này nó chỉ được cái xác to ruột được bao nhiêu đâu, được cái xác to ruột được bao nhiêu đâu. Thì con này là con gì? Mình làm nước muối chanh đây. Đây, nó có cái này. Ăn cái món này này ngon hơn. Chấm này. Chấm này. Chanh được, nhưng mà nhà không có chanh. Nhà tớ có một quả chanh nhưng mà chanh vàng. Hôm qua định mua ở trong Sao Đơn Pha nhưng mà nó lại bảo là nó chỉ bán trên mạng thôi. Nó chỉ bán các tích lũy thôi. Nó có nước à? Mời mọi người ăn toàn món Việt Nam với cả chị em Việt Nam ở Trung Quốc nha. Bày hay quá trời đất. Mấy chị em đã không gặp nhau thì thôi, chứ cứ rảnh ra gặp nhau lại ăn chơi quên sự đời. Nửa đêm trời nóng nóng rủ nhau đi hóng gió rồi ghé vô xe bán đồ ăn nướng, đồ xiên nướng ở lề đường. Thật là vui vì có những người nói chuyện hợp, ăn uống hợp, văn hóa hợp. Và nhất là ở cái nơi đất khách quê người như thế này thì những cái người bạn thân thiết tri kỷ cùng quê hương nhưng mà sống ở một nơi xa lạ lại càng quý giá biết bao nhiêu. Mấy chị em gặp nhau chơi được với nhau như thế này đúng thật là quý giá. Mong sao sau này tình bạn nơi đất khách quê người của các chị em đồng hương lấy chồng Trung Quốc cùng cảnh ngộ thêm khăng khít, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Quậy. Ít khẩu rượu chuẩn lắm. Chúc mừng băng rồi. Nó thích ăn cái này à? Nó nắp cái cây đó, nó cảnh ngộ. Chà. Bếp cái... Bạn à? Rưa. Thảo rưa. Thảo rưa. Ừ. Nhìn lắm. Rưa đẹp thôi. Thăng. Ngon quá. Ăn phụ đi trời ơi. Mấy chị em ăn tiếp đi. Mấy chị em ngồi lề đường để ăn sao khảo. Chị em ngồi lề. Hảo chứ. Chị đã hảo xem. Mấy chị em Việt Nam ngồi lề đường ăn sao khảo. Nhìn mấy đống Việt Nam nhá. Nô ăn đi con. Nó không được ăn, lấy cái bánh, đưa nó cái bánh ăn đi. Cái bánh ngon rồi, thằng con nhà ta ngày nào cho ăn. Ngày nào nó cũng phải. Con mà. Mời mọi người ăn sâu khảo. Mình mấy ăn sâu khảo lề đường nha.
lô 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 thịt này con, thịt này, thịt bò này ăn không? Thịt bò nướng con ạ. Thịt bò nướng thôi kệ nó không ăn, kệ. Thằng này nó kém ăn lắm, thằng này nó khó ăn lắm, chán chết hả? Ăn không có cả chán chết hả? Con em kém ăn đúng đúng vậy. Kém ăn. Video của Hiền đến đây cũng đã đến lúc giới thiệu tập sau rồi. Tập sau mời mọi người cùng theo chân Hiền đi hỗ trợ phiên dịch cho hai bên công ty Quang Lu Trung Quốc và Minh Moto Việt Nam. Chuyến đi lần này thú vị vô cùng mọi người ạ. Không những được ăn nhiều món ngon, ngắm nhiều cảnh đẹp mà còn được học hỏi rất nhiều điều từ những anh tài lão luyện trong thương trường. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Nếu như mà thấy video của Hiền thú vị thì đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiền nhé. Xin được cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.